Xin thân ái kính chào tới ngộ các khán thính giả của đài truyền hình Việt Face. Trong chương trình văn nghệ Thúy Nga hôm nay, chúng tôi rất được hân hạnh để trò chuyện với một nữ danh ca mà chúng tôi phải nói là thần tượng của mình từ rất là nhỏ. Đó là nữ danh ca Bạch Yến. Xin chào chị Bạch Yến. Chào Lưu và xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý khán thính giả, lẽ ra chúng tôi phải kêu chị Bạch Yến bằng cô, nhưng mà trong cái nghệ thuật thì chắc là kêu xưng chị em với nhau thì chắc là để trẻ trung hơn. Bởi vì quý vị cũng thấy đó, chị Bạch Yến sau bao nhiêu năm đi hát thì trông chị vẫn giống như nữ hoàng Cleopatra, có nghĩa là ốm tướng tá và chị vẫn giữ được sắc vóc rất là đẹp. Thưa quý vị, chị Bạch Yến nè, thường thường đó có những ca sĩ đã lên có tên tuổi nhờ gặp những bài hát hay và họ coi như là những bài hát đã đưa họ lên, nhưng cũng có những ca sĩ đã đưa những cái bài hát khác để trở thành mà sống mãi trong lòng người ta, mà em nghĩ cái trường hợp đó là hình như là chị, phải không? Em nói cái trường hợp này thưa tất cả các khán giả, thì nói tới nữ ca sĩ Bạch Yến thì không ai là không biết đến một bài hát mà chúng tôi luôn phải nói là chị đã đưa bài hát này lên thành bất tử, chứ không phải là bài hát này đưa chị lên. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi đều biết được một điều đó là, phải không chị? Em nghe đó một cái em nghe nói là mấy người nghệ sĩ khác kể với em nghe thôi, tức là cái bài hát Đêm Đông đó là cái căn bản đầu tiên của nó là tango của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Đúng. Và chị là người đầu tiên, khi mà cách đây nhiều năm, khi chị hát bài đầu tiên, bài Đêm Đông, thì chị đã chuyển cái bài tango đó trở thành một cái bài solo. Phải rồi. Và khi chị hát đó và chị giữ đó, nên bây giờ sau mấy chục năm rồi, người ta cũng chỉ biết đến Đêm Đông với một cái bài với nhịp điệu slow thôi. Đúng. Tại vì thế này, theo riêng chị nghĩ thì bài hát Việt Nam nói chung đó, phần nhiều mình đánh điệu tango nên nó hơi bị khô khan và nó chói lắm. Thì khi mà chị cầm lên bản nhạc Đêm Đông thì sao tự nhiên chị thấy rằng cái bài này khi mình hát tango sao nghe nó không có mùi. Yeah. Không có êm, không có thấy rằng nó thống thiết. Yeah. Đó, thì chị mới nghĩ ra, cũng may lúc đó chị đang hát với một ban nhạc Phi Lực Tân, có người làm hòa âm luôn. Thành chị mới giải thích cái nghĩa của bài đó cho người đó. Xong rồi á, ông mới là chấp nhận là để đổi thành ra slow. Yeah. Là vì lúc đó là thời slow rock mới nhập vô Việt Nam và đang thịnh hành trên thế giới. Thành ra mình hát bài đó ra thì đúng nhịp điệu mà người ta đang ưa thích. Đó, cũng may lúc ban đầu, đoạn đầu thì chị hát ad libitum. Rồi chị cũng dặn là đừng để đèn gì hết. Tự nhiên á, là trong bóng tối là nghe hát. Đó, đoạn đầu đó chị chưa đi mặt đường đường xuống. Đâu đây buông lưng lời tiếng chuông, ôi cánh chim bâng khuâng rã rời, cùng mây xám về ngang lưng trời. Mới bước ra từ từ chiếu đèn lên rồi mới đàn slow thành đây là cũng là một cái nét đặc biệt của chị Bạch Yến. Bởi vì thưa tất cả quý khán thính giả, chúng tôi luôn phải nói là học được rất là nhiều từ chị. Và chị biết không, hèn chi lúc mà khi mà em có đi hát ở vũ trường bên Việt Nam đó, thì lúc đó em hết bài tango rồi thì em lôi cái bài Đêm Đông ra, cái tự nhiên em hát tango, em thấy ủa sao cái bài này hát tango sao nó vô dữ vậy ta. tự em chế, nhưng mà em tưởng là em là người tự động là người chế ra trong vũ trường chỉ để hát trong khi thiếu bài thôi. Nhưng không ngờ lại là cái bài đó căn bản, sau này bây giờ em mới biết đó là căn bản của nó, hồi trước nó là một bài tango. Đúng. Thưa tất cả quý khán thính giả, nói đến nữ ca sĩ Bạch Yến thì chúng ta không quên đến chị là một người rất là đặc biệt từ nhỏ cho tới lớn luôn. Và nếu mà phải nói là trải về cuộc đời chị thì đây là một đoạn đời rất là dài, mà chúng tôi luôn muốn dành cái chuyện đó cho một cái show khác, mà chúng tôi luôn sẽ được đàn hát cho chị và để chị có thể kể lại hết những đoạn đời của chị mà giống như một cái khúc phim vậy hả chị. Trong buổi hôm nay thì chúng tôi luôn chỉ dám mời năn nỉ chị Bạch Yến sẽ gửi đến cho chúng ta những một số ca khúc mà chị sẽ ngồi để chị hát, với những bài hát mà bởi vì chị là một trong những ca sĩ hát tiếng nước ngoài hay nhất, dù đó là tiếng gì thưa quý vị, đó là tiếng Spanish, tiếng Pháp, tiếng Mỹ. Ba thứ tiếng này chị hát đều có một cái hấp lực như nhau và một cái trình độ cao như nhau, và chúng ta không thể nào chê được. Cái đó là cái điểm mà hồi đó em ngay từ nhỏ em đã mê rồi đó. Có phải là chị là trong cái dòng nhạc của chị thì chị hát nhạc ngoại quốc á, cái tiếng nước nào là tiếng mà chị cho là chị mạnh nhất?
Thật ra thì mỗi lần đó chị muốn học hát một bài ngoại quốc thì đều hiểu nghĩa thật là cặn kẽ. Rồi mới là học bài đó thật kỹ. Học từ cách phát âm cho tới cái cách nhìn của mình đó, mình hát mình phải làm thế này, thế này, thế này. Tại hồi xưa Việt Nam không có trường dạy hát. Thành ra chị phải tự học nhiều lắm. Nhưng mà chị dùng cái gương để mà chị nhìn cái cách đứng vậy đẹp không? Nhìn qua nhìn lại rồi cái cách mà lúc buồn mà phải có đẹp. Thích làm dáng. Mình sẽ nói về chuyện những cái bài hát nước ngoài và chị sẽ hát, lát nữa đây chị sẽ hát và chúng ta sẽ nói thêm. Nhưng mà bây giờ hồi nãy chị đang nói về cái bài Đêm Đông, luôn muốn hỏi chị là trong nhiều năm đi hát của chị từ đó tới giờ bài Đêm Đông đó thì chị còn giữ được cái tone của chị không? Và là cái cảm xúc của chị. Hát tông nào đó? Dạ, chị hát tông nào? Chị hát từ ngày đầu tiên tới bây giờ đó là năm nay năm thứ 55 rồi. Dạ. Là vẫn hát la minor. Dạ, vẫn la minor. Bởi vì khi chị ngồi nói chuyện với em mà em vẫn còn phê cái giọng của chị là cái giọng mà em nghe trong cái băng mà chị diễn với một ban nhạc ngoại quốc mà tại Hoa Kỳ đó, hình như Excellent Run phải không chị? Lúc đó là chị thâu cái đó là thâu trực tiếp đang diễn trên sân khấu đó, thì cái đó là của Liberace Show. À, Liberace Show. Cuốn đó họ ở Việt Nam họ làm băng bành họ bán mà em nghe được đó chỉ sau năm 75 chứ không phải là trước 75. Dạ, sau 75 thì nhà em có nhạc đó, mua được mấy cái người mà bán vậy. Mấy bán người bán băng đó chị biết không? Lúc đó là người ta cấm, người ta hủy bán hết. Lậu ha? Dạ, bán lậu thì lúc đem về nhạc được. Tại vì là, đó là nhạc thì, vàng. Dạ, trong đó có cái băng đó mà em nghe tới nghe lui gần như em thuộc từ bài đầu cho tới bài cuối luôn. Vậy hả? Dạ. Em nhớ trong đó chị hát ba bài Việt Nam là đúng bài Đêm Đông, bài Nỗi Lòng và bài Em Tôi. Đúng. Và ba bài đó nó cho tới khi mà lúc đó em chỉ là một đứa bé thôi, nhưng cho tới khi em là ca sĩ rồi thì ba bài đó làm ba bài trong danh mục của đời đi hát của em. Vậy. Và một số bài Spanish thì em bài mấy bài nhạc ngoại của chị thì em chỉ ngồi em nghe chơi thôi, nhưng mà trong lòng em vẫn yêu nhất là ba bài hát đó. Và em yêu cả cái tiếng nói của chị lúc mà chị giới thiệu đó, mỗi lần chị giới thiệu đó em nghe nói cái người này sao nói hay quá, và những cái ảnh hưởng về cái tính cách chị diễn trong bài hát đã ảnh hưởng đến em rất nhiều. Là bởi vì quý vị biết không, nữ ca sĩ Bạch Yến là một nữ ca sĩ mà đã diễn với một cái thần thái ở trong đó là coi như là bằng cái tâm hồn của mình, nên khi hát rất là chạm đến tim của tất cả quý khán thính giả. Chị, rồi em hỏi thêm một điều nữa trong cái bài Đêm Đông là cái cảm xúc của bài Đêm Đông mà hồi em nghe được cuốn băng từ năm 1900 hồi đó đó cho tới bây giờ đó, thì cái cảm xúc về bài Đêm Đông mỗi lần chị hát nó có khác không, hay là nó còn dữ dội hơn, hay là nó cũng bào mòn đi rồi? Không, mỗi lần chị được khán giả yêu cầu đó, nó không phải là bị. Tại vì thường khi các ca sĩ có khi nếu mình hát một bài đó nhiều quá là mình bị nhàm đi, thành ra cái tâm hồn mình nó bị vơi cái xúc động. Nhưng mà không, mỗi lần được yêu cầu hay là mỗi lần sắp hát bài đó chị cảm thấy chị rung động. Và chị rất là, nghĩa là hát trở lại như mình hát ngày đầu. Tại vì mình sống với bản nhạc. Và bản nhạc đó đi với cuộc đời mình. Bây giờ nó thành ra thì có nhiều người muốn hỏi đây là ca sĩ Bạch Yến à, có người giới thiệu đây là ca sĩ Bạch Yến, cái người kia buộc miệng nói liền có phải ca sĩ Bạch Yến hát bài Đêm Đông không, cũng như là muốn cho biết đúng là chính xác là đó, đây là người đó đó. Chị thì... rất vui nhưng mà mỗi lần hát này đều xúc động hết, chứ không có bao giờ mà bị nhàm chán đâu. Nếu ngày nào mà chị nhàm chán chị sẽ ngừng không hát bài đó nữa. Thưa tất cả các khán thính giả, thì rất là nhiều ca sĩ đã trình bày bản nhạc Đêm Đông, nhưng thật sự là chúng tôi Lưu chỉ thích nghe chị Bạch Yến hát bài Đêm Đông thôi. Cái đó là tại vì Lưu có cảm tình với chị nhiều, thành ra nói như vậy chứ. Chị thấy có nhiều người hát hay lắm. Dạ, nhưng mà em nghĩ cái cảm xúc ban đầu mà mình nghe được đó, cái đó nó quan trọng. Và hình như em nghe, bởi vì em nghe cái hòa âm của cái ban nhạc của chương trình Liberace đó, hay lắm. Họ hòa âm quá hay luôn. Họ tôn từng đoạn, lúc mà chị thì thầm thì họ thì thầm theo, họ nhỏ theo. Đúng lúc chị rồi. Lớn thì họ lớn theo. Đúng. Và lúc dữ dội thì dữ dội theo. Mà em nghĩ là bởi vì đó là live band á, nên phải hồi rồi. Xưa nó làm cho cái nó cái chất sống động trong bài hát dàn dữ nhạc sống chứ. Phải rồi, nguyên dàn nhạc sống mình hát cái cảm xúc nó thiệt. Đúng là sướng rồi. Hả chị? Đúng rồi, mà nhất là chị đang diễn trước mắt khán giả.
Bữa đó thì chỉ có 3.500 người coi thôi. Đó, nhưng mà chỉ có 3.500 thôi. Phải rồi, 3.500 người coi. Đó là số tại lượng vì... đông lắm rồi trong một ngày. Tại vì chị đã diễn ở Las Vegas thì diễn nhiều rồi. Chị muốn nói Hollywood Bowl còn đông hơn. Chị đã diễn Hollywood Bowl rồi. Và lúc đó thì dàn nhạc lớn ra hơn thành 45 người. Nhưng mà vẫn là một người conductor. Musical conductor, người mà nhạc trưởng đó, vẫn là nhạc trưởng của ông Liberace. Thành ra ông luôn luôn đi diễn là ông cầm hết những cái đó đi theo trong mình. Khi tới nơi là ông lo dàn nhạc. Thế 30 thì ông đưa ra cái bộ mà 30 thôi. Thế khi nào mà 45 thì ông đưa ra cái bộ 45 hay là 35 nhạc sĩ tùy theo. Cái nơi trình diễn mà rạp hát có thể cho mình có được dàn nhạc lớn hay dàn nhạc. Nhưng mà tối thiểu là thường khi là 30 nhạc sĩ đàn hát, mà vừa hát vừa sung sướng. Tại vì bất cứ mình hát tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp hay là tiếng Tây Ban Nha đều là mình hát với một dàn nhạc thật là hay mà được làm hòa âm riêng cho mình. Chứ không có bao giờ mà chị hát cho Liberace thì dùng cái hòa âm đó lại đàn lên trên Bob Hope Show hay là Ed Sullivan thì đem dùng cho, không có. Mỗi nơi chị hát là thì họ làm hòa âm riêng. Và mỗi cái hòa âm của họ đều khác nhau hết. Đều khác hết. Wow. Khác hẳn. Sung sướng, sung sướng lắm. Thành ra thời của chị đi hát đó là thời, phải nói rằng như tiếng Pháp nói là La Belle Époque, tức là thời vàng son. Thời vàng mà son. Đi hát là cả một cái vinh hạnh và một cái thích thú lạ lùng. Bởi vì người tới coi mình hồi ở Việt Nam đó, mỗi lần chị đi hát, dù là hát trong vũ trường, người tới nghe mình hát vẫn mặc lên công lê, đeo cà vạt đàng hoàng, tới ngồi trịnh trọng, nghĩa là rất quan trọng ngồi nghe. Khi nào người đó mà nhảy hay thì mới ra sàn nhảy. Tức là điệu tango hay điệu paso doble hay vals hay là gì đó thì đều nhảy thật hay mới ra sàn nhảy. Còn không nhảy, không biết nhảy hay là nhảy không được khéo đó thì ngồi nghe, không bao giờ ra, ngồi nghe. Mà nghe rồi có mình chị là may mắn được khán giả ngồi nghe thường lắm. Rồi vỗ tay nữa. Chuyện đó rất là hiếm. Chị cái thời bây giờ, mà bây giờ là thế kỷ thứ 21, mà khi chị đi hát mà với một cái thế, như ở Việt Nam thì họ dùng cái mini disc, còn bên đây thì mình đi hát thì cũng được cái dàn nhạc chơi, nhưng mà nó không có được, từ người cộng đồng người Việt mình nó bé nhỏ thì dàn nhạc trên thì cũng chỉ có giới hạn vậy thôi, và mình không có được đứng như những sân khấu lớn như vậy nữa. Đứng sân khấu lớn có nghĩa là có dàn nhạc, còn nếu mà mình đứng sân khấu lớn như là Thúy Nga chẳng hạn thì dàn nhạc thường thường là do hòa âm và rất là nhiều nhạc cụ điện tử trong đó. Thì chị có thấy cái gì khác biệt không? Có. Cảm xúc chị có bị giết không? Chị phải tạo cho có cảm xúc nhiều hơn. Dạ. Tại vì lúc nào hát thì cũng có cảm xúc nhiều lắm. Dạ, chị có thể truyền kinh nghiệm. Nhưng mà khi nào mà hát với lại một dàn nhạc mà sống thì đương nhiên ai cũng vậy, theo chị nghĩ. Ca sĩ nào cũng vậy hết. Dạ. Người nghệ sĩ nào cũng vậy. Khi hát được với một ban nhạc sống, yeah, mà đông đảo xung quanh mình, mình làm một cái hòa âm đặc biệt thì đương nhiên mình sẽ hát hứng hơn. Yeah. Thấy không? Hay là một dàn nhạc nhỏ nhưng mà dàn nhạc đó đánh thật là hay, đánh đúng theo nghĩa là ý của mình, hay là đánh nghĩa là làm theo dệt cái bài hát nó đẹp hơn. Yeah. Thì đương nhiên là mình hứng hơn rồi đó, chứ không phải là gì á, ban nhạc to hay là ban nhạc nhỏ, nhưng mà là gì giữa cái điện tử với là ban nhạc sống thì đương nhiên là ban nhạc sống mình vẫn thích hơn. Trong những cái CD mà chị thực hiện đó thì thường thường là nhạc sống đánh hay là chị hát với nhạc hòa âm điện tử? Thường khi là nhạc sống. Có đĩa nào chị làm với hòa âm nhạc điện tử không? Ít lắm, rất ít. Tại vì chị thấy rằng nếu mà mình không có nhiều tiền thì mình làm ban nhạc nhỏ lại. Thay vì mình làm ban nhạc thật lớn mà trong đó nhiều phần lớn 80% điện tử thì chị cảm thấy nó máy móc quá, nó không có được sống, không được tự nhiên. Và mình diễn, lúc mình diễn mình khó biểu hiện cảm xúc phải không chị? Phải rồi. Mà khi chị thâu cũng vậy đó, đi thâu thanh đó, thì chị học thuộc bài thật là kỹ, ra hát mà phải thuộc bài, để tuy mình để lời để chơi cũng như đôi khi mình nhắc một chút vậy thôi, mà chị học thuộc bài hết, tại vì như vậy chị mới diễn tả được những cái gì mà khi mà lưu nghe trong cái cuốn CD hay là cái cassette của chị đó thì đều là hát thuộc bài hết, thì nó có diễn tả. Vì như vậy thành ra lưu nghe cái lưu thấy
nó đụng vào tim mình, nó đụng vào trong cái suy tư của mình, trong cái hoàn cảnh mình như thế nào đó. Thành ra có thể là nhờ như vậy. Tại vì hồi hát tuy người nghe không thấy mình, nhưng nếu mình hát với tức là tất cả tâm hồn mình đó, thì tự nhiên nó thoát ra trong cái tiếng hát của mình, làm cho người nghe thấy xúc động. Dạ. Chị Bạch Yến, bây giờ thì Lưu phải tạm dừng chương trình ở đây để giới thiệu đến tất cả đến quý khán thính giả một số cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Sau đó chị em mình sẽ trở lại và Lưu sẽ tiếp tục trò chuyện với chị, và quý khán thính giả sẽ được nghe chị Bạch Yến hát sống ngay tại đây những bài hát tiếng nước ngoài rất là hay, thưa quý vị. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Văn nghệ Thúy Nga với Vietface TV, và trong chương trình chúng tôi đang trò chuyện với nữ danh ca Bạch Yến. Chị Bạch Yến trở lại với chương trình thì cái bài hát Em Tôi là một cái bài hát nó rất là lãng đãng bay bổng chị. Ai chọn cho chị bài đó vậy? Chị chọn, tại vì nhiều khi đó mình biết bài đó là bài đàn ông hát. Dạ. Nhưng mà bởi vì đó, nếu mà em để ý, chị hát ở trên Thúy Nga Paris by Night, chị hát bài Ghen, chị phải giả dạng thành con trai để mình hát thấy nó có lý hơn. Chứ đang mặc cái dài tươi đẹp cái hỡi cô nhân tình bé của tôi đâu được. Hay là em tôi, thì em tôi á, là mình hát một người đàn ông nói về người đàn bà. Thì chị... Khoan chị, nhưng mà em cái feeling của em không hề thấy cái điều đó nha vậy chị. Vậy hả? Dạ. Em chỉ thấy Em Tôi là một cái bài hát mà dường giống như chị hát cho một người em nữa đó. Thì đó, thành ra chị mới dùng nó như là mình hát cho về em mình. Nhưng mà thật sự em tôi, em đó không phải là em. Em đó là người tôi yêu. À. Đó. À, chị có thể gửi đến tất cả quý khán thính giả vài câu được không? Có chứ. Như là cái, chị cũng nói luôn cả chị hát cái lời cái câu ca đầu chị đúng không? Không, em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh, mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ, âm ua đắm đuối theo ngàn áng mây, bao đêm thầm đêm trên trời đầy sao sáng. Đừng quên em nhé. Mưa còn thấm, duyên còn xinh. Không phải, cái đó là hai. Là hai hả chị? Đại khái là cái chị bài đó. Chị nói rằng chẳng sao, chẳng sao dừng ý thơ, mây bay khắp trời, thuyền tinh lung linh, thuyền tinh lung linh trong khói sương lam, ngày về xa quá, xa quá người ơi. Chị có thể cho em biết là cái bài hát đó chị hát lúc đó đó là cái câu cuối cùng đó, ngày về xa quá người ơi đó, là tự gì chị là chị một đổi. Chị không chị cái cảm giác của chị như thế nào, bởi vì chị là một ca sĩ mà em nghĩ là ca sĩ Việt Nam duy nhất mà bỏ xứ mà trong lúc vinh quang để đi qua xứ người mà đi hát ở trong đất Mỹ. Mà hồi xưa đó em biết là những người Việt Nam mà sống ở ngoại quốc á rất là cô đơn, là bởi vì không có cái cộng đồng giống như bây giờ rồi. Thì lúc đó cái cảm giác của chị như thế nào? Lúc đó thì mình hơi cô đơn, hơi lạc lõng. Tại vì chị qua đây thì lúc Ed Sullivan mời qua. Thì chị định... Trước đó là chị ở Paris, ở bên... Trước đó là chị ở Pháp, chị qua Pháp để cố ý học hát. Wow, có nghĩa là chị từ Việt Nam chị đang hát thành danh như vậy đó. Phải. Thì chị bỏ đi. Đúng vậy. Tại vì thế này, chị thấy rằng chị hát lên tới đó rất cao lắm rồi. Dạ. Mà Việt Nam không có trường dạy hát, mà chị rất mơ được hát giống Edith Piaf. Có nghĩa là thần tượng của chị là Edith Piaf. Đó, đó. Wow. Bà đó không phải là người hát hay, mà là người hát giỏi. Hát vô, nghĩa là với tất là con tim, nghĩa là tiếng Pháp thì nói là avec ce trip, tức là hát cái ruột gan mình luôn hết. Dạ, đó. Cái đó là cái đó. Cái có đó mà em nghĩ là cái mà các ca sĩ, mà nếu mà chị có lời khuyên với các ca sĩ trẻ thì nên hướng tới, phải không chị? Đó. Tại vì em cũng nghĩ như vậy đó. Đó, tức là hát là phải hát bằng cả con tim và bằng cả tâm hồn của mình đó. Thì cái tiếng hát của mình ra đó là người ta phải nổi da gà lên, người ta phải thấy feel, hay người ta phải thấy là gọi là người ta thấy có sự connection giữa hai
giữa hai người, dù là ở dưới kia mấy ngàn người họ đều có cái connection giống đúng. Nhau hết. Khi chị ra diễn là đông khán giả vậy nè, nhưng mà chị chỉ thoáng nhìn cái chị biết có ai là để ý mình. Dạ. Yeah. Dù cho người đó ngồi xa thiệt xa đó, nhưng mà mình hát cho người đó. Dạ. Yeah. Rồi từ mình phải luôn luôn có chú ý tới có người chú ý nghe mình kìa. Thì mình hoàn toàn mình sung sướng hát cho một người cũng được. Dạ. Yeah. Nghe trong số 3-4 ngàn người, 10 ngàn, 15 ngàn, nhưng mà mình chỉ cần có một người để ý mình đó, là mình tự nhiên cái mình hát cho người đó. Dạ. Yeah. Cái làm giống như là thần giao cách cảm. Đúng rồi, thần giao cách cảm. Phải không? Dạ. Thành ra tự nhiên mình hát thật là vui, mình sung sướng mình hát cho người đó, nghĩa là hết tấm lòng mình. Dạ. Yeah. Đó, mà cái đó đó nha, tự nhiên nó vậy đó. Mà tôi cười lắm. Trong phong tục nhạc Ấn Độ. Dạ. Yeah. Người nhạc sĩ Ấn Độ đó, mỗi một lần đó mà đi ra mà ngồi đàn đó, mỗi lần đi xứ nào là luôn luôn tìm một người bạn thân của mình trong thành phố đó, mời cho tới được để người đó tới ngồi nghe mình. Oh. Tại vì người đó nghe, người đó biết thưởng thức nhạc Ấn Độ. Yeah. Người đó biết lúc nào anh này anh chạy thiệt là giỏi. Nghĩa là trong cái nhịp, thí dụ mình nói 16 nhịp, anh chạy thật, anh theo giờ thành nghĩa là 24-32 gì rồi mà vẫn rớt xuống gọi là đúng cái nhịp thứ 16. Rồi cái người bạn thân đó nhiệm vụ là làm gì vậy? Sướng thành ra, đó, thành ra là để truyền cảm xúc đó, cho cái người đàn đó, thành người đàn người này vậy đó, là người kia rất sung sướng. Dạ. Đó thì cái đó là phong tục của người Ấn Độ. Dạ. Nhưng mà người Việt mình thì không có cái phong tục đó. Dạ. Nhưng mà tự cái này là tự nhiên thôi. Dạ. Đó thành ra khi nào chị hát chị cũng cảm thấy vậy. Trở lại cái câu hỏi của em hồi nãy đó chị. Là khi mà chị nói là chị mê Edith Piaf mà chị đi qua Pháp đó, rồi trở từ Pháp chị được mời sang Mỹ đó, thì khi chị hát cái câu cuối cùng là ngày về xa quá người ơi, trong lúc đó trong lòng chị nghĩ về gì? Chị có ai đi theo chị không, hay là chị đơn thân độc mã chị ở đây? Chị không có ai hết, nhưng mà tại vì chị thấy bài đó chị hát chị thấy xúc động, nên là dạ. Chị thích chọn bài đó. Lúc mà chị hát câu cuối chị không có cảm xúc gì hết à? Có chứ. Dạ. Nhưng mà đều không có ai chờ đợi chị hết á. Dạ. Cái nếu có ai chờ đợi mình thì người đó tự chờ đợi chứ chị không biết. À, có nghĩa là ngày về xa quá người ơi, coi như là lúc đó chị chưa muốn về phải không, chị vẫn còn muốn đi vòng vòng nữa phải không? Không phải như vậy đâu, tại vì á chị ra đi là chị cố ý đi chứ mình để dành tiền một số tiền. Yeah. Để đi qua bên đó mình tự lập tự lo hết, chị tự lo tự lập hết. Phải, tại từ lúc mà chị bỏ mô tô bay đó là cuối năm 1956. Khoan, chị nói mô tô bay thì chúng tôi luôn cũng phải giới thiệu đến tất cả các khán giả, tại vì cái này chúng tôi luôn không có muốn nói đó. Thôi đừng nói. Bữa khác. Không, cũng biết, cũng thì tất cả mọi người cũng đều biết rồi đó. Chị là một vận động viên lái mô tô bay. Nhưng mà nếu nói về mô tô bay thì cả một cái lịch sử gia đình của chị thì luôn để dành cho một chương trình khác. Đó. Tại vì sau khi mà chị ngừng làm mô tô bay là chị quay về với âm nhạc, thì đó là cuối năm 1956. Yeah. Đó thì chị mới hát, mà lúc hát đi ra, lúc diễn viên ban đầu thì mình hát vì cái hoàn cảnh mình bắt buộc phải đi hát. Yeah. Tại mình không có làm nghề khác được. Yeah. Thì bây giờ mình phải tìm, mình có được số vốn là trời cho, thương mình cho mình giọng hát. Yeah. Mặc dù lúc đó hát cũng không phải là xuất sắc đâu, nhưng mình có được biết vài bài Pháp. Yeah. Đó thì cái đó là điểm khác người ta rồi. Yeah. Thì mới giật vài bài Việt Nam nữa rồi từ từ đó. Thì trong khi ra hát như vậy đó, chị mới là mỗi lần lãnh lương là mẹ giữ hết, nhưng mà để dành một bên một chút xíu. Yeah. Cứ giữ một chút cho tới năm 1960. Yeah. Thì từ đầu 61 chị đi. Yeah. Đó, khi chị đi ra ngoại quốc là do nơi tiền của chị. Yeah. Làm ra để dành, và chị bán cái căn nhà thương yêu đi thì mới đủ. Oh. Tại vì không phải đi một mình mà có mẹ đi. Tại vì má chị luôn luôn đi với chị đi. Yeah. Khắp nơi. Tức là khi sang Pháp thì chị được đó. Mẹ đi theo. Có mẹ đi sang Pháp, sang Mỹ đều có mẹ đi hết. Yeah. Đó, thành ra chẳng những lo cho thân mình mà lo luôn vấn đề chi tiêu cho mẹ, có mẹ đi cùng. Thành ra đi qua bên đó thì mình tự lập, đi tìm trường, đi các thứ. Thì khi đó ở bên đó có một cái nhà hàng làm ca nhạc một chút. Yeah. Thì có mời chị hát, nhưng mà cái đó không phải chuyện chánh. Yeah. Chuyện chánh là chị qua là chị biết trước là để đi học hát. Yeah. Còn chuyện hát ở La Tap Di Mon Đa là chơi cho vui thôi. Yeah. Đó thì sau khi học hát đủ mà số tiền mình vừa nghĩa là vừa hết cạn rồi đó, vừa cạn đó. Chị có thể bật mí cho tất cả quý khán giả biết là nếu tính ra vàng thì khoảng bao nhiêu cây không chị, mà tính ra đô la thì khoảng bao nhiêu ngàn không chị? Lúc đó là chị dành dụm được tới
200.000 tiền Việt Nam. Dạ. Nhiều lắm. Tại chị bán cái nhà đó là cũng năm 1960 mà 200.000 thì Việt Nam thì lớn nhiều lắm đó nha. Nhiều lắm. Dạ. Mà cái đó một cái hy sinh rất là lớn, mà tại vì chị yêu nghề quá. Dạ. Chị thấy rằng khi mình lên tới chỗ này rồi đó mà mình muốn giữ cho đứng, theo chị nghĩ, theo riêng tôi nghĩ đó thưa quý vị, khi mình lên cao rồi mà mình từ dưới này leo lên đã khó rồi mà muốn giữ cái chỗ đó đó càng khó hơn. Thành ra tôi thấy rằng tôi phải trau dồi, tôi phải làm một cái gì lạ hơn để cống hiến cho khán giả nghe mình không chán. Dạ. Đó, thành ra tôi phải đi để tôi tập luyện, tôi tiến lên hơn thì tôi mới có cái chỗ đứng vững hơn. Đó, vì như vậy thì mình mới là chịu khó đi học. Dạ. Mà cái đi học này đó, mình được may mắn lắm là thế này. Đi tới đó, trong trường hát thì có bao nhiêu học trò. Dạ. Mà bữa đó lại có người á, là của hãng dĩa Polydor tới. Dạ. Họ âm thầm tới nghe thôi, họ không có nói họ tới để chọn ai hết. Dạ. Thì lúc tới học ban đầu thì người thầy mới nói với mình, hát đi, hát cho tôi nghe cơ, hát làm sao. Yeah. Để mà coi cái cách hát của mình như thế nào. Chẳng những dạy cái giọng cho mình mà dạy cách mình trình diễn. Và chọn bài cho mình đúng. Và lúc đó chị hát bài gì? Trời ơi, chị hát bài giống hệt Dalida. Bài của Dalida thì hát như Dalida. Dạ, sướng lên liền chị đó. Em rất là muốn nghe. Trời đất ơi, bài Bambino đó. À, dạ, dạ, chị hát có bài Bambino hay là bài The Girl Battue Supreme. Chị quên lời rồi hay sao? Quên lời, tại lâu quá chị không hát tới. Đó. Lát chị hát phát bù cho em một bài nhạc Pháp khác đó nha. Đó, thì bài Dalida thì giống Dalida. Bài hát bài của Piaf thì giống Piaf. Yeah. Thấy không? Đó, chị La Vie en Rose hát hoài, tới bây giờ thương nó lắm, hát hoài à. Nhưng mà hồi xưa thì hát giống hịch Piaf, hát chậm. Quand il me prend dans ses bras, chậm đi à, tại mình không biết, hát giống hệt bả. Dạ. Nhưng mà cái bài đó là có nhiều người ta cũng biến tấu nhiều giai điệu lắm hả chị? Đó, khi chị hát bây giờ đó là chị hát như chị. Thành ra khi mà chị sau khi học ở xứ Pháp rồi, chị được hãng dĩa Polydor mời thâu thì chị hát được 3 dĩa rồi. Lúc đó là tiền vô trở lại phải không? Vừa hết tiền coi như là có tiếp tục. Chị thâu 3 dĩa hát. Dạ. Thì 3 dĩa hát đó là, đó là cái điều mà ra đi mà trở về nước mình bỏ trong túi. Dạ. Cái mình đã làm gì đây. Dạ. Thành ra về tới Việt Nam khán giả mừng đón mình, thì mình có một cái gì để chứng minh rằng mình ra đi mình đem về một cái gì đây. Nhưng mà em sao lại em không nghe được 3 cái đĩa đó, quá là tiếc. Bây giờ thì khoan chị, bây giờ mình phải ngưng chương trình ở đây để cho các cơ sở quảng cáo thương mại. Sau này trở lại thì chị sẽ kể cho em, được, và được. Em rất là muốn là sẽ có dịp làm sao mà chị phải phát hành lại 3 cái CD đó mới được. Được. Thưa tất cả các khán giả, chúng ta đang nghe chị nữ danh ca Bạch Yến đang trò chuyện rất là hấp dẫn về cái khoảng đời đi hát của chị tại Pháp, và sau khi các cơ sở thương mại bảo trợ chấm dứt thì chúng tôi luôn sẽ trở lại với nữ danh ca Bạch Yến. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Văn nghệ Thúy Nga với Vietface TV. Và trong chương trình hôm nay chúng ta đang thưởng thức phần nói chuyện rất là hấp dẫn, thưa quý vị. Vừa nói vừa hát minh họa. Mà cái điều này chỉ có một người đặc biệt là chị Bạch Yến mới làm được thôi. Và đúng ra đó là còn một người nữa, đó là phu quân của chị, đó là anh Trần Quang Hải. Đây là một nhà nghiên cứu âm nhạc rất là giỏi, và anh có thể biến hai cái muỗng và mấy cái lá, tất cả những thùng mũng lon gì đó cũng trở thành nhà cụ nữa. Nhưng mà cái này sẽ trong một chương trình khác, thưa quý vị. Chúng tôi lưu hứa là sau này khi mà chị Bạch Yến có một cái show tại đây đó, thì chúng tôi luôn sẽ mời chị Bạch Yến và anh Quang Hải lên để trình bày những điều đặc sắc đó cho quý vị. Bây giờ chúng ta tiếp tục với phần nói chuyện với nữ danh ca Bạch Yến về kể trong cái đời hoạt động trong lúc bên Pháp. Chị, bây giờ trước khi chị nói đó, bây giờ chị hát cho tất cả quý khán thính giả nghe một bài hát tiếng Pháp đi. Em muốn nghe một trong những bài chị đã thâu ở bên Pháp, hay là chị nghe chị hát một bài mà mọi người đều biết? Em nghĩ là một chị bài... Chị có bài mà chắc em sẽ thích, đó là bài này chị ít hát cho người Việt nghe lắm.
mà nó nổi tiếng là tại vì chị hát trong cái phim The Green Berets. Cái phim của John Wayne. Phải rồi. Wow, chị có hát trong phim của John Wayne? Có. Hát trong cái phim của John Wayne bên Mỹ đó hả? Wow, thưa tất cả các khán giả. Chị ở Mỹ đó. Khi mà chị Bạch Yến qua Mỹ có hát trong cái bộ phim của nhà của John Wayne, The Green Berets. Bây giờ chị có thể hát không chị? Cứ không cần đờn đâu. Coi như là khán giả rất là thích thú mà em thấy biết chị là một tài năng không cần đờn. Thôi mình hát đoạn thôi. Dạ hát một đoạn thôi. Dès qu'elle entre dans Paris. Bài này. Elle s'enroule, roule, roule auprès de ses quais fleuris. Nữa chị. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit. Car la Seine est une amante et son amant c'est Paris. Wow, nghe đã quá. Chị, rồi những cái bài Spanish mà chị hát trong băng đó. Tham quá hả? Thôi không, lát nữa em mới muốn chị hát bởi vì cái show của em nổi tiếng là mấy người bạn em kêu là coi như là mày trả giá không được thì phải trả treo. Chị, thì luôn muốn biết là những cái bài Spanish mà chị hát đó, ai dạy chị tiếng Spanish vậy? Nói thật cho nghe đó, là lúc chị hát những cái bài bằng tiếng Spanish là những bài đó là thật sự là của xứ Mexico. Mà chị học toàn là phonetic không à. Là vì chị có một người bạn nói, người bạn là Mexican. Mà anh ấy đệm guitar đúng theo cái nhịp điệu của cái bài đó, tức là Malagueña Saleros. Thì anh đánh theo cái điệu nó tên là, cái rhythm nó tên là Huapango. Mà Huapango chỉ có người Mỹ Tây Cơ đó mới đờn đúng thôi, chứ còn xứ khác không ai đánh được. Huapango. Huapango. Anh vừa đánh xong nhịp một chút ghê, đánh trở lại đó, lạ lắm. Thì anh đó đó là người thầy dạy đầu tiên cho chị. Thì về tiếng Spanish. Về tiếng Spanish để hát bài Malagueña Salerosa đúng, đọc đúng. Anh giải nghĩa cho chị nghe ý nghĩa của bài. Phải là cái bài đó là Qué bonito ojos tienes, Qué bonitos ojos. Ojos tienes. Tienes. Đôi mắt em đẹp quá. Đôi mắt em. Rivaco de Jados Secas. Phải không chị? Em nghe mấy ca sĩ họ ở Việt Nam á, có nữ ca sĩ Cẩm Vân hát bài này cũng khá lắm mà từ chị cũng thích bài của chị đó. Và chị cũng hay đi hát bài này và em nghe thì nghe riết mà coi như là nghe từ năm này qua năm khác mà thuộc luôn. Đó, qué bonitos ojos tienes. Ojos tienes. Ojos, tại vì hai mắt. Đó, thì chị được anh đó, anh chỉ dạy cho chị hát bài đó. Thì anh giải nghĩa cho rồi đàng hoàng chị hiểu, thì khi chị hát, khi tôi hát là tôi hát với tất cả tâm hồn, tại vì khi nó lên cái falsetto Malagueña Salerosa và những tiếng nức nở đó, nó giống mấy người mariachi. Tại vì bài đó là thuộc ở trong cái những bài hát của mariachi. Mà mariachi đó, chừng nào chị lên sân khấu chị mới giải thích, chứ bây giờ ở đây mình nói thì nó dài dòng lắm. Bây giờ mình trở lại ba cái CD mà trước khi trở lại ba cái CD tiếng Pháp đó, chị có biết không, một điều là rất là vui là khi mà em qua Mỹ chơi, hồi đó em đi Mỹ chơi hoài mà mỗi lần qua Mỹ chơi mà em vô ngồi mà đánh ban nhạc mariachi ở đây cũng vậy nữa, khi ra biển vậy mà gặp ban nhạc mariachi, nhiều lúc em kêu bắt họ tới đứng hát cho em nghe bài đó. Mà cái vui đó là tại vì những người mariachi họ hát rất hay, họ đờn rất giỏi, mà không có người nào đọc nốt nhạc hết. Mà họ đờn rất hay, họ hát rất là là giỏi, mà kêu bằng hát bằng con tim đó. Già trẻ lớn bé gì em thấy hát cũng hay hết. Mà một dàn nhạc của họ đó là lúc nào cũng là 9 người. Tức là ba cái trumpet, hai cái violin, hai guitar, một contrabass. Đó, mà ôm cái đờn thật to vậy nè, đi đờn. Chứ họ không có đờn cái contrabass thân điện này kia, không có đâu. Họ đờn đờn thiệt không à. Và em có biết cái tiếng mariachi là gì không? Tại người mà nói tiếng Tây Ban Nha đó, Spanish, là họ không nói chữ R được. Thành họ đọc thành chờ không à. Đó, thì nó mariage. Mariage. Tại hồi xưa là người Pháp có qua chiếm một miền của bên xứ Mexico, là cái vùng đó là Guadalajara. Guadalajara. Đó, thành vùng đó đó em có tới đó mấy lần. Em để ý là ở đó có mấy người tóc vợt lắm. Chứ không có tóc thiệt đen như mấy người Spanish đó. Đó, tại xứ Mexico bị người Spanish trị cũng hơi lâu. Nhưng mà cái vùng đó là của Pháp.
Thành ra hồi xưa mỗi lần họ có đám cưới, họ nói thôi để kêu mấy người nhạc sĩ lại đàn cho cái mariage. Mà mấy người mariachi chừng nào mà mời tới thì nói mariage, thì họ đọc cái mariage không được, là tức là đám cưới. Yeah. Tiếng Pháp mariage là đám cưới. Yeah, mariage là tiếng Pháp đám tiếng cưới. Tiếng Pháp mà họ đọc cái đó không được thì nó nói mariachi. À, từ phiên bản thành, của tiếng Pháp ra luôn. Đó, thành mariachi. Yeah. Trở lại cái ba cái CD tiếng Pháp của chị thì chị có phát hành ra hồi nào chưa hay là vẫn chưa? Chưa. Tại vì cái đó là của hãng Polydor. Sau khi chị thâu xong ba dĩ hát rồi thì chị mới nói với là hãng dĩa xin phép trở về nước. Tại vì chị muốn đem những cái gì mà mình có làm được, những cái gì mà cái kết quả sau khi mình đã học hát ở bên Pháp thì tôi muốn đem về. Cái đó hồi nhỏ thì mình nói mình khoe, chứ bây giờ không dám. Đem về để được chia sẻ với khán giả Việt Nam, cho thấy rằng khi ra đi thì tay không, về thì mình đem cái gì để cống hiến cho khán giả thấy rằng mình có làm việc tốt, chứ không phải mình chỉ ra đi chơi rồi về cái mình nói là tôi có làm này tôi làm kia, không có. Cái đó là cái đó là cái bằng chứng cụ thể nhất. Đó, tuy rằng mình phải là người làm nghiên cứu âm nhạc nhưng mà không có phát hành ở Việt Nam hả chị? Không, tại vì cái đó là phát hành khắp thế giới mà Việt Nam chưa đặt mua. Bây giờ thí dụ như quý khán thính giả yêu âm nhạc muốn mua mấy cái đĩa đó đó chị, đó bây giờ có thể là chị sẽ về thương thuyết cái hãng dĩa để mình mua lại cái bản quyền đó rồi mình mới xuất bản được. Điều đó rất là nên chị, em nghĩ đó, là bởi vì phải rồi, có nhiều chuyện là chị làm nhiều rồi mà khán giả Việt Nam không biết, thành ra cũng nên cho biết. Tại vì chị hát tới ngày nay cũng trên 50 năm rồi. Thì chị muốn khán giả Việt Nam biết những hành trình, con đường đi của mình từ đó tới bây giờ nó ra sao. Chứ cái này cũng không dám nói là khoe nữa, mình chia sẻ. Thưa tất cả quý khán thính giả, bây giờ để thay đổi không khí thì chúng tôi sẽ mời tất cả quý khán thính giả thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương cho em Quyên, Tuổi Ngọc. Bài này thì nữ ca sĩ Bạch Yến hát với Trần Thu Hà trong DVD Thúy Nga số 88. Sau bài hát này chúng tôi sẽ trở lại với nữ danh ca Bạch Yến và trò chuyện tiếp với quý vị những câu chuyện rất là hấp dẫn về âm nhạc của nữ danh ca Bạch Yến đã từng trải qua. Thank you.
Xin thân ái kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Việt Face TV và Văn nghệ Thúy Nga mà chúng ta đang theo dõi với phần nói chuyện với nữ danh ca Bạch Yến. Thưa quý vị, thì trong buổi nói chuyện vừa qua thì chúng ta đã nghe nữ danh ca Bạch Yến hát và nói rất là nhiều. Và bài hát Bạch Yến đã trình bày đó là nữ danh ca Bạch Yến trình bày đó là Cho Em Quên Tuổi Ngọc, sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương trong DVD Thúy Nga 88. Và chị Bạch Yến... cái bài hát này á, em nhớ em nghe trong đĩa hình như chị có hát tiếng Pháp đó. Dạ, mà ai đặt tiếng Pháp lời bài này vậy chị? Anh Lâm Phương. Anh Lâm Phương là bạn ấu thơ của chị. Dạ. Mà ảnh chờ cho tới năm 1984 ảnh mới đặt bản nhạc cho chị. Ồ, cái bản đó. Này là ảnh đặt riêng cho nhạc sĩ Lâm Phương, đặt riêng cho chị, đặt cho chị. Nhưng mà chị bây giờ chị nói được là tại anh cho phép rồi. À. Hồi trước chị tưởng anh đặt riêng cho chị hát hoài, nhưng mà sau này anh mới nói rằng bản đấy anh đặt cho chị hát nhưng mà cho một cuốn phim. Ờ. Đó thì cũng không sao, tại vì anh nói với chị là đây nè chị, anh đặt bài này đó là đúng theo tầm dốc của giọng hát của Yến đó. Tức là sao, nếu mà quý vị để ý là trong bản nhạc này đoạn giữa là anh đặt hơi có âm hưởng Spanish là quanh ta có ai. À. Thấy không? Trước khi có nhớ phút giây lầm lỡ uống cho thật say uống quên ngày mai thế gian đổi thay, quanh ta có ai. Vô luôn tiếng Pháp đi chị. Rồi tiếng Pháp luôn. Sang toa gì đó phải không? Không nhớ. Nhớ chứ, nhớ. Dạ chị hát nhớ cho chứ. Em nghe một câu đi chị. Tham quá. Chị đừng có quên là chị hứa với em là bữa nay chị em muốn chị hát cái gì là chị hát nha. Một câu thôi. Một câu thôi. Câu đầu tiên, sau đó tiếp theo đó chị. Dạ, để chị nghĩ coi. Tại chị đang hát là việc, chị bắt qua cái này là việc dạ. Sao? Chị nào muốn hát phải chị hát lại mới được chứ không thôi chị đương hát đây là việc cái mình nhảy. Dạ. Ngang. Được chứ. Cái lời pháp này là chị đặt hả? Chị không phải, anh Lâm Phương. Đặc biệt là chị có bài đó, anh viết lời pháp. Tại chị, wow, chị tức là chú Lâm Phương chị, biết viết lời đó, pháp luôn. Tại vì chị là người hát tiếng ngoại quốc hay hơn hát tiếng Việt. À hả. Đó là theo người Việt nghĩ
là chị hát tiếng Việt hay hơn. Thành lúc nào gặp chị cũng yêu cầu chị hát tiếng ngoại quốc hết á. Em thấy là cái nhận định đó, có thể chị hát nghề nghiệp hơn nhiều ca sĩ khác thì đúng hơn, chứ còn nếu mà trong em á thì em thấy chị hát tiếng nào cũng hay hết. Dạ, mà bởi vì tiếng ngoại quốc chị hát quá xuất sắc đi nên người ta đã không nó người ta là cái có cái cảm giác là ở cái cô này là hát tiếng nước ngoài hay quá thì hát nhạc Việt có thể không hay. Bằng chứng là những cái chị nhớ không, bài hát Đêm Đông của chị, bài hát Nỗi Lòng, bài hát Em Tôi, những cái bài hát cho em quên Tuổi Ngọc, những bài chị hát là em thật sự em thấy là nó nằm ở một cái vị trí rất là cao trong cái suy nghĩ của tụi em là những người mà cũng là làm nghề đó, chị thấy không? Đúng cái rồi. Bài Đêm Đông đã theo đuổi chị 50 mấy năm nay mà chị vẫn hát hoài đó. Đó, thế nhưng mà chị hát tiếng Việt không hay thì chắc người ta không có muốn nghe yêu nữa cầu đâu. Nữa đâu phải dạ không, không. Chị đó. Hát rất là tinh tế bởi vì em đã nói là em học được rất là nhiều từ chị về cái cách chị diễn cảm một bài hát giống như bài Nỗi Lòng đó chị. Trời em mê lắm lúc mà chị thì thào mà em nói chứ chỉ có đây là một trong những ca sĩ rất là hiếm hoi mà diễn mà giống như là nói chuyện mà trong âm nhạc, nói chuyện trong nhạc mà làm cho người ta rất là xúc cảm, nó làm cho cái bài hát nó thay đổi cái âm sắc nhiều, nó nghe đã lắm phải không chị? Phải rồi, tại vì mỗi lần hát một bài hát đó là chị cố ý và cố gắng làm cho cái bài hát nó trở thành cái gì đặc biệt để cho người nghe mình mỗi lần nghe mình hát dù là bài đó nhưng mà mỗi lần hát nó khác. Yeah. Mà mỗi một bài nó có cái đặc điểm riêng của nó. Yeah. Thành ra khi mà mình diễn một cái show đúng nghĩa đó là diễn một show là chỉ diễn một lần, hát ít nhất 1 tiếng 15 phút. Yeah. Cho người ngoại quốc mình nói chung. Yeah. Khi nghe mình lại diễn là mình diễn một show của mình thôi. Yeah. Không có ai vô hết. Yeah. Thì phải tối thiểu 1 tiếng 15 phút, tức là 15 phút giải lao thành 1 tiếng rưỡi. Yeah. Có khi mình diễn cho khán giả Việt ở nhiều nơi mà để chị làm one woman show. Yeah. Thì chị sẽ hát tới 2 tiếng lận tệ, hát xong có yêu cầu đó, người ta yêu cầu thêm. Nếu mà chê mình hát tiếng Việt dở thì đâu có yêu cầu thêm đó. Tôi cười không, em biết không? Yeah. Tại vì chị thấy em nghe chị hát mà em chú ý em nghe từng câu từng chữ, thành ra em thấy chị hát tiếng Việt không có dở. Chứ còn nhiều người Việt khác có thể là tại vì họ thích chị hát tiếng ngoại quốc là vì thấy một người Việt mà hát tiếng ngoại quốc rất là sành, rất rõ lời, hát bài nào ra tiếng nấy. Dạ yeah, đúng rồi. Rõ từng câu từng chữ, dù không hiểu tiếng đi nữa nghe cũng rất là vui tai. Yeah. Có thể như vậy. Yeah. Thành ra người Việt gặp chị thì yêu cầu hát tiếng ngoại quốc. Yeah. Và ngược lại, chị đi hát với anh Hải thì chị hát hoàn toàn dân ca cho người ngoại quốc nghe. Còn cái chuyện dân ca đó là mình sẽ gói ghém trong thời gian tới. Bây giờ chị đừng có quên một cái đòi hỏi của em đó. Hồi là nãy đó hả? Dạ, mình tôi Ngọc bằng tiếng Pháp. Dạ, đó, hả? Bằng tiếng Pháp nghe. Bằng tiếng Pháp coi. C'est toi. Tôi khúc giữa. Chacun c'est toi qui me tourmente. Chagrin, chagrin, c'est toi qui me tourmente et me poursuit à l'infini. Amour, tu me délaisses, tu t'enfuis. Amour, je ne veux plus te voir, tu sais pourquoi. Mais le bonheur ne dure qu'un seul soir. Il ne reste... Em không có muốn chị dừng. Em không có muốn chị dừng. Khi ton image. Em làm chị tức cười. Xin lỗi quý vị. Em sợ chị dừng chị không hát nữa. Em phải im lặng. Chị tức cười. Đó thì đại khái là vậy đó. Yeah. Mà chị thấy anh Lam Phương viết lời Pháp, khi mà chị đem ra chị dịch trở lại nó không phải cùng lời của bạn lời Việt, anh viết nó còn đậm đà hơn nữa. Wow, tức là chú Lâm Phương cũng có tài quá hả chị ha. Đó, vậy thành ra chị có gửi cái lời mà dịch chị dịch trở lại thành lời Việt đó, chị chị dịch theo ý của chị, nghe cái hiểu biết của mình và viết theo cái tình cảm của mình đó, chị dịch ra rồi chị gửi cho cô Thủy. Đó mà cô không có in ra đâu, tại vì mình có hát tiếng Pháp và bên kia hát tiếng Việt rồi, thôi cái để bỏ qua. Chứ còn cái đó để bữa nào chị soạn ra được chị sẽ gửi cho em. Đúng rồi, chị soạn cho em là kỳ sau chị hát cái lời của chị đi. Không phải vậy. Chị dịch cái lời cái nghĩa thôi hả? Thành ra có khi nó chỏi trong cái nhạc lắm, thành mình không hát được. Nhưng mà nếu mình đọc ra đó, hay lắm em. Chị,
Em thấy chị là một người thật sự là một nghệ sĩ quá may mắn đây đó. Bởi vì cái nghệ sĩ mà để đi diễn cho tất cả khán giả, mà diễn cho khán giả ngoại quốc á, ở Việt Nam, mà người Việt Nam á, mà để cho diễn khán giả ngoại quốc mà với những cái show lớn mà thật sự đẹp đó, thì gần dần như chỉ có mình một mình chị à. Em chưa thấy người thứ hai. Nên em không biết là cái cảm xúc của chị khi chị diễn những cái show này chị thấy như thế nào. Ví dụ như show của Bob Hope là một cái ông mà một vĩ đại vô cùng. Đúng. Mà sao, đúng. Mà sao chị được mời vậy? À đó, cái câu hỏi đó hay lắm. Tại thế này, sau khi chị ở Pháp về lại Việt Nam thì có hai người thủy quân lục chiến Mỹ mới tới làm quen. Tại vì sau khi họ đi coi chị hát rồi, họ làm quen, thì họ mới nói rằng họ muốn xin phép được hỏi chị là lấy dĩa, copy dĩa của chị gửi cho ông Ed Sullivan, tại vì thấy chị hát rất là thích. Mà lúc đó là cassette phải không chị? Mà cassette hay là lúc đó? Không, dĩa nhỏ là cái dĩa 45 vòng. À, dĩa 45 vòng, dạ, dĩa 45 vòng. Đó. Cái là người ta mới xin phép vậy rồi thì chị cũng xin là xin vậy thôi, mà không có nghĩ gì hết. Thì ta mới gửi đi cho Ed Sullivan. Thì sau đó người ta muốn Ed Sullivan mời chị. Dạ. Yeah. Rồi cái chị mới nói không đi. Trời. Không thích đi Mỹ. Sao vậy, lúc đó chị không thích nước Mỹ hả? Không. À, tại vì chị quen tiếng Pháp á. Không phải. Ngoài chuyện đó ra thì chị thấy rằng chị sợ rằng đi qua Mỹ bị người ta kỳ thị. Ồ. Oh. Đó. Thành ra chị... Lúc đó là nếu mà mình người Việt, người da vàng qua là còn kỳ thị hả chị? Không phải em. Tại vì mình thấy những cái chuyện gì xảy ra lúc thời đó là thời cuối 50 rồi đó. Yeah. Thì mình ở đó là thập niên 60. Thì mình còn thấy những cái chuyện này kia giữa người đen người trắng đó. Thành ra chị thấy chị sợ. Nó chị mới nói thôi không đi đâu. À. Chị mình cứ từ chối hoài nhiều lần rồi. Thì đến lúc mà chị nghĩ ra, à được rồi, để chị nói, nếu mà rước mẹ tôi đi đó, thì tôi đi. À. Nhưng mà ở bên Mỹ này, khi nào người ta mời nghệ sĩ, người ta không có mời vợ, mời chồng, mời em, mời anh, mời gia đình đi sao đâu. Thì chuyện đó hãy mình nói vậy là rồi, chấm dứt. Dạ. Ai dè đâu là khi nói vậy, cái tuần lễ sau nhận được 2 vé máy bay. Wow. Đó. Có nghĩa là bên đó họ có đánh giá rất là cao cái khả năng của chị ha. Đó, chị không biết làm sao, nhưng mà họ muốn nhất quyết là phải mời được chị. Dạ. Thành ra có tuần lễ sau là chị đi. Tại vì sau khi nhận được cái thư, cái điện tín của ông Ed Sullivan mời, thì mau mau chạy lên xin giấy phép. Thì chính phủ Việt Nam cho phép liền. Tại vì chứng minh thấy rằng họ có gửi thư mời được các thứ. Thì chị đi để mà đi diễn Ed Sullivan rồi chị về. Đó, thì không ngờ rằng ở trong 2 tuần lễ diễn đó, rồi thì hai người bạn Mỹ đó mới chở chị về California. Thì chị được thấy, trời ơi, xứ Mỹ, chị thấy xứ Mỹ sao? Khi chị về California là chị đang về đâu? Về Los Angeles, Hollywood? Về LA. À, Los Angeles. Lúc đó chị không chưa biết quận Cam, Orange County ra sao hết hả? Không biết, nhưng mà họ chở từ đó, họ cho mình thăm tới San Diego. Dạ, mà lúc đó chị có đi ngang quận Cam không? Chắc đâu để ý gì. Có đi ngang mà toàn là rừng cam, nghĩa là đồn điền cam, không có thấy nhà cửa gì hết á. Đó, tại vì hồi tới đó là năm 1965. Mà lúc đó có freeway số 5 cho chị? Hình như cũng có rồi, nhưng mà không có được đông xe như vậy đâu. Hồi đó là chị đi bằng đường số 1 với lại 405. 405 với đường số 1. Mà chạy thẳng xuống, chạy tuốt tới San Diego. Thì mình thấy trời ơi, ở đây thích quá, khí hậu giống Việt Nam quá. Thì nó thích lắm. Xong rồi sau đó họ mới chở tuốt mình về New York City để mà gặp ban nhạc, để gặp ông nhạc trưởng và người làm hòa âm cho bài Đêm Đông và một bài tiếng Anh. Đó, thì sau bài tiếng đó, Anh đó là bài gì chị? If I Had a Hammer. Tại lúc đó là West Side Story đang nổi tiếng. Đang có một cái musical play đó, chị, một cái kịch nhạc. Khi mà kịch. Chị nói cả bài tiếng Anh đó thì chị biết cái đòi hỏi của em là gì rồi. Thôi không cho, không hát đâu. Tham quá đi, mỗi lần nói tới là đòi. Tất cả quý khán thính giả ra, chị nha, em đâu có phải đòi cho em đâu, mà em đòi cho tất cả quý khán thính giả. Nhưng mà nếu mình cho nghe nhiều quá người ta chán. Dạ không đâu, không sao đâu. Chị hát nhạc tiếng nước ngoài không chán đâu chị. Hồi nãy chị nhớ đó, chị hứa với em là chị hát một bài tiếng Pháp, bài tiếng Anh, một bài tiếng Spanish. Mà nãy giờ mới được 2 bài tiếng Pháp thôi. Còn một bài tiếng Anh và một bài tiếng Spanish nữa. Thì bây giờ sẵn đây chị hát cho nghe một bài tiếng Anh đi. Thôi vậy chị hát bài tiếng Anh nào người ta quen á, chứ mình hát bài đó ai biết. Em lại muốn chị hát bài này. What Now My Love. Yes. Bài đó là bài Pháp. Nhưng mà em chỉ hát dịch lời Anh. Lúc mà chị hát tiếng Việt, đúng, tiếng Anh trong cái show đó. Trời, em nói chứ, ngay cả cái cô này nói tiếng Anh cũng hay mà hát tiếng Anh cũng hay nữa.
em nói chứ ủa sao, sao cô này sao nói cái ngôn ngữ mà, tại vì bên Việt người Việt Nam mình hả chị, nói chung là dân mình thường thường mà thí dụ mà ở Việt Nam đó, chị thấy cái âm hưởng nó lai Pháp nhiều lắm, khi nói tiếng Anh phải rất rồi là khó. Có hơi accent á. Dạ đúng giống rồi, như là I don't want you talk to me vậy. Dạ. Lắm, giống như đường, giống như là đường Westminster thì dạ, người ta kêu là nhiều nhưng mà người Tây phương họ nghe mình nói tiếng của người ta mà có accent vậy nó có duyên lắm đó. Dạ em em nhưng mà hát thì không được, chị đi hát mà lấy tiền của dân Mỹ thì phải hát tiếng Mỹ thì chị có thể phục vụ cho chúng em một chút xíu. Có để chị hát chút xíu cho nghe bài đó là dịch ra tiếng Anh, chứ bài thật sự đúng ra đó là bài đó là tên là Et Maintenant mà nhạc và lời của Gilbert Bécaud. Cái ông đó là ai chị? Ông đó người Pháp ở tại Pháp. Ông cũng mới vừa qua đời cách đây mấy năm. Ông có nhiều bài hát nổi tiếng hay lắm, hay lắm. Cái bài đó hay quá hả? Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chị nữ ca sĩ Bạch Yến hát dài câu, dài câu Imaginal, What Now My Love. What Now My Love, What Now My Love, Now That You've Left Me, How Can I Live Through Another Day, Watching My Dream Turning To Ashes And My Hopes, You Know, Through Another Way. Vậy thôi. Dạ, cái đoạn cao là muốn nghe đó. Ta da ta da 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 da. When I could see what I once I could feel, now I am numb, I've become unreal. Dạ. Khi chị ra chị hát tiếng Anh cho tất cả quý khán cho người Mỹ nghe đó, chị có run không? Hay là chị tỉnh queo à? Có hơi, lúc nào ra trước khi diễn cũng khớp hết. Dạ. Nói đúng ra đó, nếu mình là một nghệ sĩ chân chính mình phải có cái xúc động đó. Yeah. Tại vì nếu mà mình hát mình nhàm mình ra mình không sợ, ôi ra routine thì không nên đi hát nữa. Yeah. Riêng chị nghĩ như vậy. Tại vì khi nào mình còn xúc động thì mình hát mới hay. Chứ nếu mình không thấy xúc động thì làm sao mình diễn tả cái bài đó với cái tâm hồn mình được. Yeah. Mình hát một cách như là ôi nhàm chán, không được. Yeah. Bây giờ thì phải ngừng chương trình ở đây để giới thiệu một số cơ sở quảng cáo thương mại đã bảo trợ cho đài truyền hình Việt Face TV. Sau đó chúng ta sẽ trở lại tiếp tục nghe nữ danh ca Bạch Yến. Rất là hiếm mà để chị Bạch Yến có thể trải lòng mình và hết ga cho tất cả quý khán thính giả như hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Văn nghệ Thúy Nga với của đài truyền hình Việt Face TV với phần trò chuyện với, thật là hấp dẫn với nữ danh ca Bạch Yến mà chúng ta nghe chị hát tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt và còn tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha nữa. Thưa quý vị, chị Bạch Yến nè, Lưu rất là cảm ơn chị vì chị đã cho luôn một cái cảm xúc rất là trọn vẹn trong buổi nói chuyện hôm nay, bởi vì một thần tượng ngồi trước mặt mình mà được nghe một thần tượng ca hát và kể những câu chuyện mà có những câu chuyện mà không có thể quý khán thính giả chưa biết mà Lưu cũng không biết nữa, nên Lưu cho đó là một cái hạnh phúc lớn nhất trong đời, mà trong cái một cái nghề tay trái mà cái nghề coi như là nghề phỏng vấn như thế này. Thì nếu mà trong đây mà có đòi hỏi gì quá đáng thì mong chị Bạch Yến cũng hiểu là không tự vì đây là một cái chuyện mà Lưu muốn hỏi gì là tùy theo ý của Lưu. Nhưng mà người trả lời là chị. Nếu mà tiện thì chị mới nói, còn nếu không tiện thì mình xin phép đổi đề. Không nhưng mà hình như là chưa thấy cái nào chưa tiện chưa hết không? Chưa cái nào mà bất tiện hết trơn á. Tại vì toàn hỏi những câu mà chị dễ trả lời không? Dạ, hả? Không, thật sự còn nhiều câu khó trả lời đó, em chưa có hỏi đó. Chưa, vậy hả? Nếu vậy là còn những câu nghĩa là còn những câu hóc búa như chưa hỏi. Chị trở lại với những cái show diễn mà chị diễn ở trên Hoa Kỳ đó, thì lúc đó đó chị ở đó là cái gì? Từ 2 tuần ở Mỹ, cái chị ở California chị ở luôn. Không có, tại vì thế này, sau khi mình diễn một cái show gọi là Network, tức là diễn cho toàn quốc coi, tại vì Ed Sullivan Show là có trên 30 triệu người coi. Một cái show là rất là vĩ đại. Là một cái Network mà lúc đó, thời bấy giờ là cái show lớn nhất và đông người coi nhất. Nhiều nghệ sĩ hát trong một show phải không chị? Có, nhiều người. Mà hôm đó chị có gặp, thấy Rolling Stone hát, mà chị không biết là ai đâu, tại lúc đó chưa có nổi tiếng lắm, nhưng mà đã nổi tiếng rồi, nhưng mà mình chưa biết, chứ không ta không nổi tiếng. Dạ. Chị ông Ed Sullivan hỏi mấy người đó ai vậy? Cái ông nói, ồ, rockers. Rockers, Rolling Stone, they are rockers.
Cái mình cũng ai hả, rồi gặp ông Rex Harrison cái nói tôi biết ông này tại vì mình coi nhiều phim của ông đó mà mình biết cái người kia đó. Thì ông sau khi Ed Sullivan thì họ muốn cũng như Bob Hope hay là cái bằng Tonight Show lúc đó là Johnny Carson. Johnny Carson em còn trẻ quá em không biết đâu. Thì Johnny Carson muốn mời. Nhưng mà theo đúng luật hồi thời đó đó là mỗi một người nào mà khi đã lên một cái chương trình toàn quốc đó network thì không được hát liền, phải chờ 6 tháng sau mới được diễn. Thành ra trong cái thời gian 6 tháng đó thì chị thấy chị có thích xứ Mỹ rồi. Thành chị mới đi về ở California. Chị trong khi ở California thì chị đi Hollywood. Chị học thêm, chị luyện thêm hát. Chị luyện thêm đủ thứ và chị nhận lời hát trong những cái night club nhỏ nhỏ chị, để mình vẫn còn đi làm việc. Cái tiếng Anh mà chị phát âm á là chị học ở ngay tại đây hay là chị đã biết từ hồi Việt Nam là không, chị đã có, hát tiếng Anh có, rồi chị, bên Việt Nam là lúc đó chị nghe chị hát rồi cái chị chép ra bằng cái cách phiên âm riêng của chị đó. Tức cười lắm. Em biết tự vì em chính em biết là từ hồi ở Việt Nam thì khi mà hát tiếng Anh đó thực sự nhiều khi tụi em cũng không hiểu hết, nhưng mà đều cái nghệ sĩ mình có một cái năng khiếu đó là bắt chước rất là hay, và hay bắt chước, em nghĩ là bắt chước giỏi hơn là cả những người mà biết nói tiếng Mỹ giỏi. Nhiều khi người ta nói tiếng Mỹ giỏi, người ta hát tiếng Mỹ không hay, tiếng Anh không hay. Phải rồi, nhiều người nói tiếng Anh hay mà phát âm lúc hát không được. Mà hát nó khác em. Nói khác. Nhiều người nói tiếng Anh rất giỏi mà khi hát là nó không chuẩn. Là tại vì cái cách mình phát âm hát làm thế nào tròn câu. Thí dụ mình nói ở ngoài mình nói forever. Forever. Khi hát mình phải forever. Thấy không? Mình nói thí dụ thôi, hát forever. I love you forever. Chứ không phải là I love you forever. Thí dụ thấy không? Mặc dù người nói tiếng Anh rất giỏi mà khi hát nghe nó cứ ngắt hoặc là nghe nó hơi bị lớ, không có được tròn câu. Còn mình hát, nhiều nghệ sĩ Việt Nam mình hát tiếng Anh rất giỏi nhưng mà nó y hệt như là cái dĩa hát mà không họ đã nghe riêng. Không có một cái personality riêng của mình. Cái đó là cái nhược điểm lớn nhất của các ca sĩ mà Việt Nam mà hát tiếng nước ngoài đó chị. Có nghĩa là thường thường là họ bắt chước cái nguyên bản, họ bắt chước nguyên bản, giống như em cũng bị trong cái trường hợp đó. Tức là em chỉ bắt chước được cái nguyên bản nhưng mà còn hát riêng ra mà theo cái style của mình đó. Thì dường như là em thấy là rất là hiếm người hát như cái đó. Anh Tuấn Ngọc là cũng là một người em nghĩ là hát cũng hát riêng ra. Vậy hả? Là chị mừng. Tại vì thường khi đó cũng chị Khánh Hà cũng thường thường hát riêng ra, và nhưng mà cái số đó ít lắm và đa số là hát copy, giống như là thí dụ như chị CC Cat, chị nhớ không? Hay là cô Sandra Miro, vậy cô hát mà cô hứ giống như là take away. Mấy người đó cũng hát theo giống vậy. Không, có nhiều người lắm. Nghệ sĩ Việt Nam mình tại sao? Là vì khán giả cũng có thể tại khán giả Việt Nam nghe mà nó y hệt như gì á. Trời ơi, hay quá, y như gì á. Không được. Mà có khi mình hát khác đi, cái nói ủa sao hát kỳ vậy? Thấy không? Tại đó là cái hiếu. Như vậy là chị đó, là hát những bài nhạc ngoại quốc mà chị đã từng hát là chị hát theo riêng theo bản... Riêng theo chị hết. Từ ngày chị được đi học hát ở Pháp lận. Thành ra chị không còn bắt chước ai nữa hết. Đây là một lời khuyên rất là lớn cho tất cả các ca sĩ trẻ đó, thưa quý vị. Chị có thể gửi một cái lời nhắn nhủ không? Tôi xin nhắn là cho các em nên hát có một cái personality riêng của mình. Đừng bắt chước ai hết. Mà cũng đừng ngại là khán giả cho rằng mình hát không hay. Không có đâu. Cái hay là do nó cái kỹ thuật hát của mình ra. Và cái tình cảm của mình diễn đạt trong bài hát. Chứ đừng sợ. Không nên sợ. Đâu? Ví dụ như hát Après toi je ne pourrais plus vivre. Non plus vivre. Qu'en souvenir de toi. Mình có thể mình đổi cái đó. Souvenir de toi, tìm hát. Con souvenir de toi. Thấy không? Nó khác đi một chút vậy. Đâu có ai mà lợi theo trách mình được. Mà nếu ai trách mình phải nói tại tôi muốn fantasy chứ không phải là tôi không thuộc bài. Nói tới fantasy đó chị, thì chị nghĩ như thế nào về nhạc Việt Nam mình có được fantasy không? Tại vì được chứ. Chủ gì nhạc Việt Nam em thấy khó, nhiều nhạc sĩ khó tính lắm. Tại không phải. Tại vì điều thứ nhất, lúc mà tác giả viết đó thì lời viết đã đạt được nâng niu cho đúng cái nhạc. Trừ khi nào cái nhạc đó, đó viết nó bị chỏi. Thí dụ thôi, mình không dám nói những bài bây giờ mình đang hát.
Mình có xin phép tác giả rồi để cho nó tức đi. Là mình phải xin phép tác giả trước khi mình fantasy. Đúng. Em thấy nhạc Mỹ thì họ hát cho fantasy nếu là hát, nhưng mà khán giả tác giả Việt Nam mình hơi khó tánh. Là ở cái chỗ tại sao tôi viết vậy mà không hát vậy. Đúng đó. Nhưng mà ngược lại không có đâu, có vài người họ rất là cởi mở. Thí dụ như bài em đến thăm anh một chiều mưa, thấy không? Thì đúng đó, em nói trời mưa gió đường xa lạnh lùng thì chỉ hát em đến thăm anh một gió đường xa lạnh lùng. À, tức là chị đổi nốt ngay chỗ đó. Tại vì nó không đi ra ngoài á con. Mà nó lạ lạ, trời ơi thích quá, thích quá. Tác giả nó thích quá, tại người tác giả đó chịu chơi. Chứ là hát y hệt hoài, nghe hoài cứ giống hệt nhau. Ở đây thì em biết là có những nhạc sĩ mà nếu mình đổi một chữ của họ cũng là một vấn đề nghiêm đó. trọng. Nhưng mà tại vì nếu mình đổi mà đổi nó nghe lãng xẹt. Thì cái đó có thể làm buồn người tác giả. Chứ nếu mình đổi mà trong đó mình hát cũng giận dữ các co đó, mình hát đàng hoàng, mình hát với sự kính trọng. Thấy không? Giờ mình giữ y nguyên cho mình không có làm cho nó lòi ra cái chỗ khác thì cái đó giống như bị hát lạc giọng hơn cái bài của người ta. Có khi chị hát bài em đến thăm anh chiều mưa thì chị hát em đến thăm anh người em gái, chứ vậy người em gái không có. Là tại vì chị có được tác giả cho phép, với lại tác giả cũng khuyến khích chị hát như vậy. Là tại vì cái chỗ đó người em gái mà không phải em gái. Nào, thí dụ vậy thôi. Thưa tất cả quý khán giả, chúng tôi sẽ trở lại sau phần giới thiệu một số cơ sở quảng cáo đã bảo trợ cho chương trình hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục một cuộc phỏng vấn rất là hấp dẫn, thưa quý vị. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Văn nghệ Thúy Nga của đài truyền hình Việt Face với phần phỏng vấn và trò chuyện với nữ danh ca Bạch Yến, mà chúng ta đã nghe chị nói rất là nhiều về âm nhạc và những cái điều mà chúng tôi luôn học hỏi được quá là nhiều là từ chị. Chị Bạch Yến, thì trở lại với chuyến đi qua Mỹ lần này của chị, đó là chị chuẩn bị để làm đi diễn theo một cái show gì đó phải không? Phải rồi, chị đi qua Mỹ lần này để lên diễn ở San Jose cho một cái hội từ thiện tên là I Can, tức là bốn chữ tắt là I International, C Children, A là Assistance, N là Network. Hội này là giúp cho các trẻ em được mở mang trí tuệ ra, được có thêm kiến thức, tức là hội giúp cho các em được có phương tiện đi học. Rất là chị thấy nice. Rất là hay, tại vì cái chuyện mình giúp cho trẻ em ăn khi em đói, cái đó đúng. Nhưng mà đói ăn nó không quan trọng bằng đói học. Em thấy không? Nếu mình cho các em đó là được đói, không có đói học, thì tức như là mình tặng em con cá thì em ăn hết. Nếu mình đưa em cái cần câu thì em sẽ câu được cá hoài. Thấy không? Thì em sẽ được. Tức là mình giúp cho người ta một cái phương tiện. Đó, một cái phương tiện để em có cái, khi mình có được kiến thức là mình sống với nó hoài chứ mình không có gì. Cũng như cha mẹ mà cho con tiền, không, nên cho con kiến thức để mà nó ở với mình hoài. Ủa rồi chị có bao giờ chị đi qua bên Tây Ban Nha hát hay là qua Mexico hát chưa? Có. Hồi nào chị? Chị đi diễn ở Mexico nhiều lần rồi. Và chị có đi diễn Nam Mỹ rồi, chị đi Venezuela. Tức là chị theo cái đoàn của Mỹ đó hả chị? Không. Cái đó là người ta mời mình đó. Tại sao người ta biết, người ta mời, người ta coi cái chương trình Ed Sullivan hay là Bob Hope này kia, người ta chị thấy. Chị có, tại vì chị có personal manager, chị không hiểu, kêu cái đó là ông bầu hả? Dạ ông bầu, đó. Agent, ở đó, đây kêu là không, agent. Agent là khác, agent là người book cái show cái cho là, mình. Cái này, này là personal manager. Manager là cái người bảo vệ cái nghề của mình. Ví dụ, khi booking agent đưa tới cái hợp đồng, thì ông đó, ông coi cái em biết liền cái nơi diễn nó là cái gì. Ông bầu người Mỹ hay người Việt? Người Mỹ. Ông bầu của chị người Tức là ông, đó ông, là... ông đã được đưa chị đi một vòng Nam Mỹ luôn. Mà khi cái, khi người ta, những cái nước Nam Mỹ mà chị đã từng tới hát đó, hay những cái nước Mỹ rồi đó, khi chị hát tiếng Spanish thì họ họ đón nhận ra sao chị? Rất là nồng nhiệt. Tại vì lúc đó chị có học tiếng Tây Ban Nha một mớ rồi. Chưa học hẳn là để cho nói rành rỗi. Lúc đó chưa, nhưng mà có nói chút đỉnh rồi. Thì họ mời mình đi tới diễn truyền hình, xong rồi họ mời mình diễn ở club. Nhưng mà diễn truyền hình là quan trọng.
Thì chị được mời đi qua Caracas, Venezuela. Chị được mời đi Panama. Chị đi Curaçao. Rồi quẹo qua diễn ở bên Colombia, ở Bogota. Bogota. Còn Mexico thì chị diễn ở Mexico City rồi, là có diễn luôn cả Acapulco. Đó, thì Acapulco có mời trở đi trở lại hoài nhiều lần. Đó, là lúc đó đó, khi lúc đó bài ở hát Mexico nào, lâu. Dạ, bài hát nào mà chị hát nổi nhất chị? Chị biết sao em dẫn chị đi vòng vòng ở xứ Mễ đó là tự vì em muốn đòi lại một cái món nợ mà em đang hứa với tất cả quý khán thính giả. Những bài bằng tiếng mix Spanish đó, thì khi hát lên khán giả rất ngạc nhiên, tại vì mình người Á Châu. Người ta nghĩ rằng em nói chuyện ở trên sân khấu mình nói tiếng Anh. Từ cái lúc mà lần đầu tiên nói tiếng Anh cái đó thì chị thấy kỳ quá. Tại sao mình không học ít nhất nói một vài câu trên sân khấu bằng tiếng Tây Ban Nha? Bởi vì giữa người đó với mình, người ta là người nói tiếng Tây Ban Nha, mình là người Việt, tại sao mình phải nói tiếng Anh? Một cái tiếng thứ ba. Thành ra chị xin phép, xin một người bạn chỉ cho mình nói vài câu ra chào, thí dụ xin cảm ơn quý vị tới coi tôi hát, tôi mong quý vị thích chương trình này. Dạ, chị nói bằng tiếng Mễ đi chị, có khán muchas giả. Gracias. Muchas gracias, damas y caballeros. Rồi sau đó chị hát bài gì? Espero. Sau đó bài gì mà người ta thích nhất chị? Thì lúc đó chị hát bài Malagueña Salerosa. Đó. Thì có hát bài khác nữa như Cucuru Cucu Paloma hay là Cuando Calienta El Sol, cái đó. Cái bài nhưng Cuando bài Calienta El Sol em có hát ở Việt Nam đó chị. Đó, bài đó đó chị mới nói tối hôm qua với nhà người bạn đó. Thì chị nói là có những bài tiếng Spanish, tiếng Tây Ban Nha mà người Việt mình hát đó, nó nóng bỏng lắm mà mình không có hiểu nghĩa là mình có chừng. Bởi vì hình như cái lời nếu người đàn bà cái lời Việt lời dịch đó hình như không có đúng nghĩa phải không chị? Không biết, chị không biết lời Việt. Cái lời Việt nó như vậy nè. Ok, em hát cho chị nghe cái lời Việt sơ sơ nha. Vài câu, đọc vài câu cho chị nghe coi. Yêu anh em bằng nguyên trái tim. Yêu anh em hoặc xa lánh anh. Không. Xin nói câu âm thầm. Không có bài đó. Lời mà đúng nghĩa đó. Dạ. Nóng bỏng lắm á. Dạ. Là khi mà cuando calienta, yeah, el sol, khi mà cái nắng chiếu xuống đó, yeah, nóng bỏng, yeah, hát trên, đi chị, trên cơ thể hát em chị. Không? Bên cạnh anh hát đi chị, mi cuerpo cerca de ti, de mi, cerca de mi, cerca de mi. Cuando calienta el sol aquí en la playa, trên bãi biển này. Dạ, chị hát đi chị. Không. Em năn nỉ. Dạ, chị có thể hát cái bài này được không? Vibra làm cho cái cơ thể em, thân hình em đó, nó rung động. Thôi đủ rồi, tại vì bài đó nó nghe rất là tức là nó hot quá phải không chị? Hot quá đó. Thành ra mình hát hàng chi sao mà mỗi lần này thỉnh thoảng em đi một cái bài cái tiệc của Mễ đó, em hát bài này lên em thấy người ta cứ ngồi cười quá trời luôn. Sacademi mà người đàn bà nói. Thật ra em là Sacademi mi cuerpo. Thật ra nghe cái thân thể mình nữa mà rung động dưới nắng rồi kia, nghe người đàn ông vậy, mà làm vậy. Chị định hát cho tất cả quý khán giả nghe bài gì? Không, mình hát bài khác. Dạ, chị không, hát bài gì? Nhưng mình đâu có hát bài đó. Thí dụ như bài như là bài Guantanamera, đàn bà không nên hát. Bài đó có đàn ông hay tại vậy? Vì cái nghĩa đó là soy un soy un marinero sincero, tức là tôi là một người hải quân. Thì một nữ hải quân cũng được vậy. Không, hồi xưa nó có vậy, hồi người ta đặt bài đó là người đàn ông nói với người đàn bà. Guantanamera, soy un marinero sincero. You saw in home this. I'm a man, a navy man, sincere. They don't agree, c'est la pama. Đó. Thấy không? Thành ra có nhiều bài. Vậy chị hát một bài của nữ. Có khi bài chị không, bây giờ chị không hát nữa. Là bài đó là Alma Llanera. Bài đó bây giờ tự nhiên trở thành là một bài quốc ca của xứ Venezuela. Thành chị đâu có dám hát. Tại vì khi hát làm động chạm không nên. Đúng rồi chị. Cái đó mình phải có sự kính nể, hồi xưa hát được. Nhưng mà sau khi bài đó có thể là tại vì nổi tiếng quá. Thành ra chị hát sơ em nghe chút xíu thôi, người Việt mình không biết bài đó đâu. Yo nací en esta ribera de la Arauca vibrador. Soy hermana de la espuma, de la garza, de la palma. Thí dụ vậy đó. Thì là chị tại ngừng lâu không dám hát.
Tại vì tôi là người sanh ra trên đất này, ở bên cạnh bờ sông này, là cái bờ sông Puma là nó nổi tiếng của bên kia. Thành ra mỗi bài hát chị hiểu sâu từng nghĩa đó, hay quá ha. Thật sự là tụi em hát mấy bài Spanish mà giống như là hát cho vui thôi, cho mình vui, không biết không bài hiểu ý nghĩa, tại mình không biết lời. Đó thì sau khi chị hát nhiều lần bên Mexico thì chị có lấy thì giờ đi, chị con lúc chị diễn tới 3 tháng lần. Thành chị mướn thầy về học cái lớp ngay bên Mỹ luôn, ngay bên ngay Mỹ luôn, tại xứ Mexico luôn. Chị học mỗi ngày 1 tiếng thôi, nhưng mà chị học thật nghĩa là kỹ. Thành ra có với gì... lại chị là một người có năng khiếu về ngoại ngữ nữa ha. Rồi chị được thầy cho chị nghe, đây nè, cái này là accent của Mexico, đây là của bên Spain, nói tiếng theo kiểu nghĩa là cũng như là tiếng địa phương, tiếng của người chị quên nói rồi, là của bên Spain. Đó, người Tây Ban Nha. Corazón, bên này họ kêu là corazón thì bên kia nói là corazón. Khác nhau đến như vậy hả chị? Mà chị phải học hết hả? Chữ C đó, chữ C của họ đó là nó giống như là cũng như tiếng Pháp là nói CCD đó. Là corazón, gạt xong cho người ta đó có đọc là mình không biết, mình đọc gạt cùng. Gạt xong. Gạt xong. Gạt xong. Rồi bây giờ thì bây giờ cái khán giả bây giờ đợi chờ lâu lắm rồi, chị có thể hát cho một bài Spanish hả? Bây giờ chị hát một đoạn thôi. Dạ, một em đoạn muốn thôi. Nghe một cái bài mà người Việt rất là thích không? Bài đó là Người Tình Nữ Khóc Than. Dạ dạ em cũng thích bài đó. La Llorona. La Llorona. Thì em đoạn cuối thôi. Dạ. Thì tápame con tu rebozo llorona porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo llorona porque me muero de frío. Llorona. Hay quá chị. Cái bài này á, em thích nhất lại là những cái đoạn nhạc đầu mà nó thì thầm á chị. Cái này là cái đạo diễn của cái bài này là chị hát khác nguyên bản không hay là nguyên bản chứ, mà khi chị hát bài này chị biết nghĩa, thành ra chị dịch ra lời Việt trước. Rồi chị mới nói cho khán giả nghe trước lời cái nghĩa của bài đó rồi chị hát. Chứ chị không hát bằng lời Việt vô cái nhạc của người ta, không có. Tại vì lời Việt là có nhạc Việt, mình đặt theo đúng cái accent của lời Việt thì luyến lấy thì kia nó nghe nó đúng Việt Nam. Chứ mình hát lời Việt cái kỳ. Em rất là vui trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Em đã được học được nhiều điều, và thứ nhất là được ngồi nghe thần tượng của mình để nói chuyện và hát sống cho nghe nữa. Rồi chị, bây giờ thời gian không còn nữa. Em sẽ cố gắng hẹn tất cả quý khán thính giả là trong một show tới, khi chị Bạch Yến từ Pháp trở lại California để làm một show của riêng chị chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lại có một buổi mà nhiều chuyện hơn nữa. Chúng ta sẽ hỏi về và nhiều nói chuyện vừa hát, mà cái này là phải có đờn đàng hoàng và phải có nhiều chuyện khác, như chuyện gì ở Paris á, thực sự cuộc sống của chị như thế nào, như là tuổi thơ của chị ra sao, thì tất cả những cái thứ đó là em tại chưa sao chị đi hát. Dạ, những cái thứ đó là em vẫn chưa em vẫn để dành thưa quý khán giả, không phải là Lưu không muốn hỏi mà Lưu để dành để cho chương trình tới. Bây giờ thì trước nhất là em cảm ơn chị Bạch Yến đã dành những thời gian rất là quý báu để gửi đến tất cả quý khán giả, và cái sự mà hào phóng của chị cho tất cả quý khán giả hôm nay. Em chúc chị luôn luôn vẫn là một ca sĩ thành công và dồi dào sức khỏe, luôn luôn giữ được thân hình bí nhon như vậy và luôn luôn được tất cả quý khán giả yêu thương. Thì giờ em mong chị gửi là một lời chào đến tất cả quý khán giả trước khi chia tay. Thưa quý vị, chúng tôi rất mong được hội ngộ cùng quý vị một ngày thật là gần đây, và mong quý vị chẳng những thích nghe tôi hát tiếng ngoại quốc, mà khi nào quý vị có thấy tên Trần Quang Hải và Bạch Yến hát nhạc dân ca, xin mời quý vị hãy đến nghe để xem chúng tôi làm gì và tại sao chúng tôi hy sinh tân nhạc. Tôi trở về nguồn, tôi hát tiếng Việt và tôi không đổi ra lời Anh, lời Pháp, lời gì đó, mà tôi hát những bài hát ru con mà không cần đệm đàn. Wow, very hấp dẫn. Dạ, tôi kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và rất mong quý vị có một ngày nào đó mình hội ngộ, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và thưa tất cả các khán giả,
Quý khán thính giả vừa thưởng thức chương trình talk show trong chương trình Văn nghệ Thúy Nga của Việt Face TV. Và sau đây là bài hát cuối cùng nữ ca sĩ Bạch Yến gửi đến tất cả chúng ta thay lời chia tay. Đó là bài hát Ghen, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Khương với lời thơ của Nguyễn Bính, được trích trong DVD Thúy Nga Paris số 93. Xin chào tạm biệt và xin hẹn tất cả quý khán thính giả vào chương trình kỳ tới.